Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962 năm mạng. Người tuổi này làm việc nhiệt tình, có hoài bão lớn, thực sự cầu tiến bộ và khẳng khái, quyết đoán, dũng cảm, dám làm việc nghĩa giúp đỡ người khác với tấm lòng bác ái. Có ý thức độc lập, mạnh mẽ, không muốn người khác lãnh đạo mình. Họ còn có đức tính lạc quan, ham thích sự đổi mới. Vậy thì, với tính cách như trên, chúng ta cùng xem vận trình cuộc sống của Nhâm Dần sinh năm 1962 sẽ diễn tiến như thế nào thông qua các bài phân tích tử vi sau đây. Gia chủ nam mạng Nhâm Dần sinh năm 1962, có cung mệnh thuộc cung Cấn, trực trừ, mạng kim bạch kim, vàng trắng, khắc lư trung hỏa, con nhà bạch đế phú quý, xương con cọp, tướng tinh con ngựa, ông tử vi độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm về tử vi cuộc đời nam mạng tuổi 1962 thông qua bài thơ sau. Tuổi Dần cung Cấn, mạng kim, tướng người tật bệnh khó tìm, chẳng ăn, tuổi nhỏ, như thể chỉ mành, ốm đau bệnh tật đã đành khó nuôi, tính tình, ăn nói, bãi bui, khôn ngoan mềm mỏng, hay vui, hay cười. Nam nhân cao số hơn người, sống tu tích đức, Phật trời độ cho. Số cao có số hơn người, đôi dòng ba thứ, vợ ngoài, vợ trong. Nhưng mà chết hụt phải phòng, tướng mạng lớn lắm, mới hòng sống lâu. Đệ huynh cũng chẳng thuận hòa, tuổi nhỏ tự lập, tuổi già nhờ con. Tổng quan, vào tiền vận, người nam giới tuổi Nhâm Dần phải trải qua nhiều khổ cực và phiền muộn, sang đến trung vận và hậu vận mới gặp nhiều may mắn và được hưởng an nhàn. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 71 đến 82 tuổi. Những người làm ăn, ăn ở lương thiện, làm nhiều điều tốt, tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tình duyên, chuyện nhân duyên của những nam mạng tuổi Nhâm Dần được phân chia thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 5, 6 và 9 âm lịch thì đường tình duyên sẽ thay đổi như thay áo. Họ phải trải qua ít nhất 2 lần tan vỡ trong tình duyên thì mới tìm được người tâm đầu ý hợp để chung sống đến cuối đời. Những người sinh vào các tháng 1, 2, 7, 10, 11 và 12 âm lịch phải đến lần thứ 2 mới trong chuyện tình duyên có được hạnh phúc đích thực. Những người may mắn nhất được hạ sinh vào tháng 1, 4 và 8 âm lịch, đường tình duyên viên mãn và không có bất kỳ sự thay đổi nào. Xét trong năm 2022, trong các mối quan hệ, bản mệnh cũng cần phải điềm tĩnh, chú ý đến lời ăn tiếng nói kẻo gây họa thị phi, tinh thần sa sút do ảnh hưởng bởi sao kế đô. Theo quan niệm phong thủy của người xưa, sao kế đô chiếu mạng gây ra nhiều sóng gió thị phi, lao đao trong chuyện tình cảm, sức khỏe và tiền bạc, dễ sinh ra buồn rầu chán nản, chuyện tình duyên lận đận. Lời khuyên cho bản mệnh là nên tu dưỡng tâm tính, tránh khinh suất, một điều nhịn, chín điều lành. Ngoài ra có thể đeo những đồ trang sức có ba con giáp thuộc tam hợp sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ, hóa giải nhân khí xấu, đem lại vận may và nhân duyên tốt đến cho mình. Quý gia chủ có thể tham khảo vòng tam hợp quý thần, bộ ba tuổi, Dần, Ngọ và Tuất. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với ba viên mã não màu đỏ, khắc hình ba linh vật Dần, Ngọ, Tuất, mang năng lượng hội tụ, hộ thân, trợ lực hiệu quả cho thân chủ. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long, Dần, Ngọ, Tuất cũng cần phải được hướng dẫn khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để có thể phát huy công năng tối đa tương hỗ cho từng gia chủ. Vậy nên quý gia chủ quan tâm có thể hữu duyên thỉnh để cảm nhận sự linh ứng và hiệu nghiệm. Gia đạo công danh. Công danh ít được thuận buồm xuôi gió, khi lên cao, khi xuống thấp, nhưng bù lại gia đình được êm ấm, yên vui, hạnh phúc. Nhờ vậy mà cuộc đời của nam mạng tuổi Nhâm Dần mới bớt đi nhiều phiền muộn, lo âu. Đến năm 34 tuổi, sự nghiệp được vẹn toàn, tài lộc dồi dào. Vào hậu vận, tuổi hợp làm ăn. Muốn công việc được xuôi trèo mát mái, thu về nhiều thành quả thì nam mạng Nhâm Dần nên lựa chọn các tuổi Giáp Thìn, Canh Tuất và Mậu Thân để hợp tác làm ăn. Cùng nhau thực hiện những dự định lớn, mọi việc sẽ được như ý, đại cát, đại lợi. Lựa chọn vợ chồng. Các nữ mạng Nhâm Dần, Giáp Thìn, Mậu Thân và Canh Tuất là lựa chọn hôn nhân thích hợp cho những nam mạng tuổi Nhâm Dần. Bốn tuổi này hợp với nam mạng Nhâm Dần cả về tình duyên lẫn tài lộc nên tạo dựng được cuộc sống vô cùng viên mãn. Con cháu đều hề, gia đình hạnh phúc, giàu sang, phú quý. Nếu lựa chọn kết hôn với những tuổi chỉ hợp về đường tình duyên, còn đường tài lộc thì không hợp như Đinh Mùi, Tân Hợi, Tân Sửu và Kỷ Hợi thì tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng. Tuy nhiên tiền bạc chỉ vừa đủ tiêu chứ không dư giả.
cuộc sống sẽ có nhiều khó khăn vất vả khi năm Mạng Nhâm Dần lựa chọn kết hôn với các tuổi Quý Mão và Kỷ Dậu. Vì hai tuổi này không hợp với bạn cả về đường tình duyên và tài lộc, hai người cần phải cùng nhau cố gắng vượt qua những thử thách của cuộc sống thì nhất định sẽ được hạnh phúc, vui vẻ. Ở các năm xung khắc trong tình duyên, đó chính là 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tuổi. Năm Mạng Nhâm Dần không nên kết duyên sẽ tránh được cảnh vợ chồng chia lìa, xa cách. Tuổi Đại Kỵ. Những tuổi Đại Kỵ với năm Mạng Nhâm Dần gồm có Ất Tỵ, Bính Ngọ, Nhâm Tý, Mậu Ngọ, Canh Tý và Giáp Ngọ. Những tuổi này không đem lại may mắn, thuận lợi hay hạnh phúc cho bạn. Nếu kết hôn hay hợp tác trong công việc thì bạn chỉ gặp thua lỗ, thất bại, tình duyên dang dở, khó được dài lâu. Nếu chót lỡ yêu thương nhau, mới biết rằng các tuổi mà vẫn muốn đi đến kết hôn thì hai người không nên tổ chức đám cưới linh đình mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám thì sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Nếu người thân trong gia đình phạm tuổi Đại Kỵ thì nên thành lập lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ương. Năm khó khăn nhất. Những năm phải trải qua nhiều khó khăn vất vả nhất trong cuộc đời năm Mạng Nhâm Dần, đó chính là năm 24, 28, 32 và 40 tuổi. Vào những năm này, bạn nên cẩn trọng trong mọi việc, cần tránh hùn hạp làm ăn hay đầu tư các dự án lớn, vừa không thu được kết quả lại hao công tốn của. Trên đây là những năm tuổi đã đi qua, bản mệnh hãy chiêm nghiệm xem có đúng hay không. Còn trong năm nay, phong thủy gia cát cần bản mệnh hết sức lưu ý, lưu tâm mọi vấn đề, bởi tử vi số mệnh chỉ ra năm Mạng sinh năm 1962 gặp hạn năm trực tuổi, trực thái tuế, hay trực hạn thái tuế xảy ra khi mà tuổi con giáp của bản thân tương trùng với thái tuế lưu niên. Vào những năm này, gia chủ sẽ rất dễ buồn bực, ốm đau, bệnh tật liên miên. Do đó, bản mệnh cần phải chăm sóc bản thân thật tốt, nhất là trong thời điểm dịch bệnh nhạy cảm, tránh nơi có âm khí như đám tang, bệnh viện. Gặp hạn này, nam gia chủ Nhâm Dần sinh năm 1962, hãy thỉnh đeo bát bảo tâm kinh để hộ thân, nương nhờ sức mạnh của Phật độ, giúp tai qua nạn khỏi, mọi vấn đề đều được suôn sẻ, bình yên. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà, cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép. Mặt ngoài cùng chính là tám pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi thay thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với tây thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy được công năng tối đa nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là một vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, thời điểm hoàng đạo để năm Mạng Nhâm Dần xuất hành đó chính là giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Xuất hành vào thời điểm này sẽ giúp cho công việc của bạn được suôn sẻ, gặp nhiều may mắn thuận lợi, thu về nhiều thành quả như ý. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Năm 20 tuổi có nhiều khó khăn xảy đến, khiến bạn lo âu, phiền muộn, đặc biệt chính là chuyện tình duyên. Năm 22 tuổi có nhiều cơ hội thuận lợi cho tài vận và tình cảm phát triển. Năm 23 tuổi, công việc suôn sẻ, tiền tài dư giả, có vận hạn vào năm 24 tuổi, cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Năm 25 tuổi, đầu năm được may mắn, những tháng cuối năm cần phải cẩn trọng trong mọi việc, tránh được tai bay, vạ gió. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi gặp nhiều thuận lợi, cuộc sống có phần hưng thịnh đủ đầy, yên vui. Năm 27 tuổi, mọi chuyện đều ở mức bình thường. Năm 28 tuổi là một năm bình lặng, cuộc sống an ổn. Năm 29 tuổi, công danh sự nghiệp suôn sẻ, công việc thu được nhiều thành quả tốt đẹp. Năm 30 tuổi, công danh có nhiều biến động, cần chú ý nhiều hơn đến gia đạo. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi. Năm 31 tuổi, mọi chuyện đều bình ổn.
Năm 32 tuổi, cần phải cẩn trọng trong công việc sẽ tránh được những hao tổn về tiền tài. Có hạn nhẹ vào tháng 4 và tháng 6 của năm 33 tuổi, các tháng còn lại ở mức trung bình. Năm 34 và 35 tuổi, mọi sự yên bình, chuyện tình cảm gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi có nhiều triển vọng cho địa vị và tình cảm. Có lộc lớn về tiền tài vào năm 37 tuổi, năm 38 tuổi tạm ổn, cần tránh đi làm ăn hay đi du lịch xa vào tháng 4 và tháng 7, kẻo rước họa vào thân. Tháng 3, tháng 7 và tháng 10 của năm 39 tuổi và tháng 3, tháng 6 của năm 40 tuổi có đại hạn, phải cẩn thận trong mọi việc, sẽ tránh được tai họa. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi tài lộc dồi dào, năm 42 tuổi tài vận và cuộc sống gặp nhiều may mắn thuận lợi. Năm 43 tuổi và 44 tuổi, gia đạo yên vui, hạnh phúc, công việc suôn sẻ, thu về thành quả như ý. Đến năm 45 tuổi, gia đạo công danh có nhiều bước tiến. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, mọi chuyện tương đối ổn định vào năm 46 tuổi. Cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đề phòng đau ốm bệnh tật vào năm 47 tuổi. Năm 48 tuổi, mọi sự yên ổn. Đến 49 tuổi và 50 tuổi, không có biến cố nào lớn xảy đến với năm mạng Nhâm Dần trong 2 năm này. Từ 51 tuổi đến 55 tuổi, nhiều chuyện phiền muộn xảy đến trong công việc và gia đình. Vào năm 51 và 52 tuổi, năm 53 và 54 tuổi, gia đình yên ấm, thuận hòa. Mọi chuyện trong công việc cần phải suy tính kỹ càng mới biết kết quả tốt. Đến năm 55 tuổi, phải thận trọng hơn trong đi lại và công việc kẻo gặp tai họa. Từ năm 56 đến năm 60 tuổi, vào những năm này, công danh sự nghiệp không được thuận lợi, nhưng có lộc về đường tài vận, đặc biệt chú ý đến sức khỏe vào khoảng thời gian này, nhất là năm 59 tuổi. Thưa quý vị, như vậy chúng tôi đã vừa luận đoán xong tử vi chọn đời năm mạng tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Đặc biệt xin được nhấn mạnh với bản mệnh năm nay gặp hạn tuổi, trực thái tuế, không phải ngẫu nhiên mà người ta lại cần chú trọng hơn vào năm tuổi. Vậy nên hãy lắng nghe kỹ những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát để biết cách hóa giải, phòng trừ. Thay vì gặp vận xui, bạn còn có thể nắm chắc được các cơ may rất tốt cho mình để phát triển sự nghiệp, cuộc sống cũng như tình cảm gia đạo. Còn bây giờ thì Dưỡng Quỳnh xin chúc tất cả các vị gia chủ chúng ta luôn bình an, thuận lợi và may mắn.